Ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nữ ASEAN 19, đội nữ Việt Nam chỉ cần hòa đội nữ Nhật Bản hoặc thua với cách biệt dưới 2 bàn là sẽ đi tiếp. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tung ra sân đội hình với những cầu thủ chất lượng nhất mà ông đang có trong tay. Phía trên thủ môn Kim Thanh là bộ ba trung vệ gồm Thu Thương, Diễm My và Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thu Thảo lần lượt đá hậu vệ cánh trái và phải, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân giữ khu trung tuyến, còn Hải Yến đá tiền đạo. Có bất ngờ nhỏ khi ông Mai Đức Chung bố trí Bích Thủy bám biên trái, còn Thanh Nhã được luân chuyển sang hành lang phải. Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam khá quen thuộc, nhưng các học trò của ông Mai Đức Chung đã không chọn tiếp cận trận đấu bằng cách đổ bê tông, thường thấy khi gặp đội mạnh. Hải Yến và các đồng đội nhập cuộc khá tự tin, chủ động triển khai tấn công khi có cơ hội. Đội tuyển nữ Việt Nam có thế trận tương đối ổn trước đội nữ Nhật Bản trong khoảng 1/3 thời gian đầu hiệp 1. Tuy nhiên, điểm sáng duy nhất mà đội nữ Việt Nam có thể tạo ra chỉ là cú sút xa uy lực của Thái Thị Thảo ở phút 16, khiến thủ môn Asano vất vả cản phá. Cũng chính vì cách nhập cuộc có phần tự tin và dâng đội hình lên khá cao, đội nữ Việt Nam đã để lộ nhiều khoảng trống. Với đẳng cấp cao, các cầu thủ Nhật Bản dễ dàng kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Chưa đến phút 30, đội tuyển nữ Việt Nam đã đứng trước nguy cơ vỡ trận. Chính vì vậy, ông Mai Đức Chung đã thực hiện những sự điều chỉnh nhằm gia cố khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh, đội nữ Việt Nam thua đậm với tỷ số 0-7. Đội tuyển nữ Nhật Bản giành vị trí nhất bảng D, còn đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhì. Ở trận đấu cùng giờ tại bảng D, đội nữ Nepal hòa 1-1 với đội nữ Bangladesh. Đội nữ Bangladesh xếp chót bảng D, có cùng một điểm với Nepal nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Do đó, khi xét thành tích để chọn các đội nhì bảng vào tứ kết, trận thắng 6-1 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Bangladesh ở lượt trận thứ hai không được tính. Với cách tính này, đội bóng của ông Mai Đức Chung chỉ có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -5. Trong bảng xếp hạng các đội đứng nhì có thành tích tốt nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ tư. Đội bóng của ông Mai Đức Chung lần lượt xếp sau Uzbekistan, Thái Lan và Philippines và chính thức khép lại hành trình tại môn bóng đá nữ ASEAN 19.